Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin liên quan đến iOS 16 mới nhất mà Apple vừa mới cập nhật tối qua. Còn mình theo mình thì với những cái chiếc điện thoại mà các bạn có thể nâng cấp được thì các bạn nên nâng cấp iOS 16 cho những cái dòng như iPhone 12 đổ lên. Còn những cái dòng như iPhone 11 Pro Max hay là iPhone XS Max hiện tại mình đang cầm trên tay thì khi mà các bạn cập nhật lên, các bạn sẽ thấy là bị thiếu rất là nhiều tính năng. Và cùng mình xem thử những cái tính năng mà Apple cập nhật tối qua xem là có những cái gì mới nhá. Và như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ có những tính năng mới mà Apple vừa mới đưa vào. Đó chính là màn hình lock screen, chúng ta có thể thay đổi được màn hình khóa. Khi mà giờ đây chúng ta có thể thay đổi được toàn bộ những cái hình nền. Và với cái phần lock screen chúng ta có thể thay đổi được một số cái, ví dụ như là thay đổi phông chữ trên đồng hồ này, thay đổi được những cái widgets. Tuy nhiên thì Apple cũng thêm một cái tính năng mới, đó chính là tách cái phông nền chủ thể. Ngày xưa thì chúng ta cần phải dùng Photoshop để có thể tách được cái phông nền. Tuy nhiên thì bây giờ hiện tại AI họ đã có thể tách ra được rồi. Chính cái phần AI trong cái con chip của Apple hiện tại họ sẽ tách cái phần phông nền ra. Cái phần hình mặt người đã được tách ra khỏi phông nền. Và hiện tại thì mình có thể thấy được rằng là cái hình mặt người này nó sẽ đè lên chữ một chút. Và như vậy thì chúng ta có thể tùy biến được, cá nhân hóa được cái phần màn hình lock screen của chúng ta trông đẹp hơn. Nói thêm về cái phần màn hình khóa, khi mà chúng ta đang có một cái màn hình khóa như này và cần mà xem thông báo ấy, thì thường là thông báo nó sẽ ở dưới này như các bạn. Còn khi mà chúng ta cần xem thông báo kỹ hơn thì chúng ta sẽ vuốt bên trên như này. Đây cũng chính là một cái tính năng mà Apple họ tối hóa tốt hơn, sao cho cái phần màn hình khóa của chúng ta trông nó gọn hơn và nó thể hiện được cá tính của chúng ta nhiều hơn. Ngày xưa thì khi mà các bạn xem thông báo ấy, nó tràn lan và nhiều khi thì các bạn chỉ vật bấm vào và xóa đi hết thôi. Bây giờ thì hiện tại nếu mà các bạn xem như này, các bạn kéo lên và các bạn xem từng cái như này và nó cũng sẽ cá nhân hóa được tốt hơn. Và khi mà chúng ta check thông báo ấy thì check từ từ và lướt lên thì là một cái cử chỉ tay, khi mà vuốt lên thì nó cũng sẽ tự nhiên hơn đối với chúng ta. Hiện tại thì tính năng thứ hai đó chính là light text. Ngày xưa thì chúng ta cần light text trên những cái hình ảnh và hình ảnh có chữ, thì hiện tại nếu mà các bạn nào mà dùng Android nhiều, các bạn đã biết rồi, Google Photo cũng có sẵn một cái tính năng cho chúng ta khi mà chụp lại hình ảnh thì có thể copy được trực tiếp cái chữ trên cái hình ảnh đó. Và Google Photo thì hiện tại họ làm cũng khá là tốt rồi và có cả những cái tiếng Việt cho chúng ta luôn. Còn đối với Light Text trên iOS thì cũng có bị một phần hạn chế đối với tiếng Việt nhìn chung. Tuy nhiên thì Apple gần đây họ cũng đã tung ra một cái phần mới hơn, đó chính là Light Text trên chính cái video của chúng ta. Khi mà các bạn đang xem một cái đoạn video mà có cái chữ text mà các bạn không hiểu chẳng hạn, thì các bạn có thể hoàn toàn bấm vào, bấm giữ cái phần Light Text đó. Và hiện tại thì có thể dịch ra này, có thể copy này, và Apple họ có thể cho chúng ta hoàn toàn điều khiển cái phần Light Text đó. Như vậy thì Apple họ đã đi trước Google một bước rồi. Còn các bạn thấy thế nào về tính năng như này? Mình thì mình thấy là khi mà chúng ta đang xem một cái nội dung gì đó mà chúng ta không hiểu ở trên cái bảng đó chẳng hạn, và nó không có sub ở dưới, thì chúng ta hoàn toàn có thể copy lại ngay trên chính cái phần video của chúng ta. Tính năng thứ ba mà Apple cũng muốn hướng tới cho các bạn đó chính là tính năng tập trung. Ngày xưa thì mình cũng ít dùng cái tính năng tập trung này của Apple lắm, và tại vì nó cũng khá là ít tùy biến. Tuy nhiên thì gần đây với iOS 16 thì Apple cũng đã thêm hàng loạt những cập nhật mới rồi. Hiện tại thì khi mà chúng ta đến công ty chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một cái tính năng ở công ty thì các bạn sẽ chỉ nhận những cuộc gọi đến từ người thân mà các bạn đã chỉnh sửa ở nhà thôi. Và chúng ta chỉ cần chỉnh đúng một lần duy nhất thôi, là sau này khi mà chúng ta đến đúng cái vị trí đó thì ngay lập tức là cái chế độ đó sẽ được bật lên, chế độ công ty. Và khi mà các bạn làm việc thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn, các bạn sẽ đỡ bị những cái thông báo ví dụ như từ game này, từ những ứng dụng khác mà chúng ta không có trong cái công việc, thì nó cũng sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Còn khi mà chúng ta cần chơi game thì ngay chính cái chiếc điện thoại của chúng ta cũng có cái tính năng game. Khi mà các bạn bật cái chế độ game này lên thì cái màn hình của chúng ta sẽ sáng hơn, HDR cũng được bật, và về việc chơi game thì nó cũng sẽ mượt mà đáng kể hơn. Tuy nhiên thì với iOS 16 hiện tại mình đang test trên tay đây thì khi mà bật tính năng này lên thì máy của chúng ta nóng lên khá là nhanh. Và cái tính năng mà các bạn có thể thấy được rằng đó chính là tính năng chế độ ngủ. Hiện tại thì mình mong rằng là chế độ ngủ này sẽ học hỏi thêm Android một chút nữa. Khi mà chúng ta bật cái chế độ ngủ lên thì ngay lập tức là cái phần màn hình, cái phần màu sắc của chúng ta sẽ được dịu mắt lại. Nhưng mà Apple họ không học như là Android. Khi mà bật chế độ ngủ này lên thì nó không bị màn hình đen trắng. Ở Android thì mình thích hơn là khi mà màn hình đen trắng thì mình cũng sẽ dễ vào giấc ngủ hơn và không chú ý vào màn hình. Tuy nhiên thì Apple hiện tại thì họ cũng đã lắng nghe rất là nhiều thông tin của người dùng rồi. Với cái chế độ ngủ này thì các bạn khi mà bật lên, cái màn hình lock screen của chúng ta sẽ được mờ mờ đi một chút, và khi mà xem những ứng dụng ấy thì cái phần độ sáng của nó cũng sẽ dịu mắt hơn rất là nhiều. Và đây chính là một trong những chế độ mà mình nghĩ các bạn nên thay đổi thói quen của mình đi. Các bạn sẽ cần là chúng ta cài đặt một lần duy nhất, và sau đó thì khi mà các bạn về nhà này thì nó sẽ có chế độ ở nhà, khi mà đến công ty thì có chế độ công ty, nó thuận tiện hơn cho chúng ta rất là nhiều và tự động hóa lại cho cuộc sống của các bạn, nó đơn giản hóa hơn. Và tính năng thứ tư mà Apple muốn cập nhật cho các bạn đó chính là tính năng mà tách chủ thể ra khỏi hình nền. Hiện tại thì mình sẽ bật vào một cái hình cho các bạn để xem thử nhé.
cái hình Venti đây này, một cái nhân vật trong game. Thì khi mà các bạn, đây chỉ là một nhân vật trong game thôi, còn đối với những hình ảnh bình thường thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn copy được. Các bạn sẽ ấn vào cái phần nhân vật đó cho mình, hay là cái chủ thể đó cho mình, ấn vào thì ngay lập tức là các bạn sẽ thấy cái đường nét của cái phần viền ấy, nó sẽ chạy quanh cái người đó. Và hiện tại thì mình có thể có những cái tùy chọn như sao chép này, chia sẻ này. Thì khi mà tách này như này thì các bạn sẽ ấn sao chép cho mình. Hiện tại thì nếu các bạn nào mà đang dùng Mac chẳng hạn, thì chúng ta khi mà sao chép thì ngay lập tức các bạn cần chôn về bên Mac thôi, là ngay lập tức cái phần hình ảnh đã tách nền của chúng ta sẽ hiện lên cái phần Photoshop. Hiện tại thì chúng ta có thể Photoshop được như vậy mà các bạn không cần phải làm thủ công. Như vậy thì AI trên iOS hiện tại nó đã rất là thông minh rồi. Và nếu mà các bạn nào muốn nâng cấp thì mình nghĩ các bạn nên nâng cấp lên hẳn iPhone 13 Pro Max đi. Tại vì những cái tính năng sau này nhỡ đầu Apple họ cập nhật lên thì những cái dòng máy mới có thôi. Còn những cái dòng máy mà như XS Max ở trên tay mình đây, hiện tại thì tính năng này vẫn còn. Nhưng mà sau này nếu mà cập nhật những cái tính năng mới hơn và tốt hơn thì chắc là nó sẽ bị xóa đi đó. Rồi, và trên đây là ba tính năng mà mình thấy rất là ấn tượng đối với iOS 16. Còn các bạn thấy sao? Có những tính năng nào mà các bạn thấy ấn tượng hay không thì đừng quên comment ở phần phía dưới. Mình thì hôm sau mình sẽ mượn máy thêm ở cửa hàng của Fast Mobile. Nếu các bạn nào mà muốn đổi máy, muốn mua máy thì đừng quên ghé qua cửa hàng của Fast Mobile nhé. iOS 16 hiện tại nó cũng chỉ là developer beta thôi, và những cái tính năng này thì hiện tại nó vẫn rất là nhiều lỗi và sẽ nóng máy cho chúng ta. Nếu các bạn nào mà đang sử dụng chiếc máy của chúng ta cho công việc, cho học tập thì mình khuyên các bạn là nên đợi chờ. Nếu các bạn nào mà đang sử dụng chiếc máy của chúng ta là máy chính để phục vụ cho công việc cũng như học tập thì mình khuyên các bạn là không nên lên iOS 16 đâu. Đợi khoảng một thời gian nữa, khoảng 1-2 tháng nữa là chúng ta sẽ có bản cập nhật chính thức. Rồi, còn các bạn thấy sao? Các bạn có thấy iOS 16 đáng nâng cấp hay không thì đừng quên comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video sau.